Thôi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bo trụ xi bàn này. Đây, đúng giờ. Rồi, 01, 04 nè. Đó, để các bạn đo thử đi xem trước thì thầy hướng dẫn các bạn cách kiểm tra. Rồi, chơi. Vô. Chơi đi, đồng hồ. Lấy đồng hồ đi. Lấy đồng hồ kim á, dễ đâu hơn. Đo chập đi. Nó con này bằng dưới chân. Cái này thí cấp điện 110 thầy. Đúng rồi. Nó cách cho. Rồi thử xem. Thầy hướng dẫn các bạn cách sửa nó. Này con cậu. Con bé dưới đây nè. Cái này chơi bằng đây 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 đây. Bây giờ là bây giờ cho áo này đi. Rồi, đi xem sức. Bạn thấy không? Chữ UV đốt thấy không? Dạ. Nó ba cái chạm ra. Rồi, cộng trừ thì vô cậu đi ớt. Ok, thử xem. Cho cậu đi ớt trước. Để cộng với UV đốt coi thay nhân 1 đi. Cái cậu đây nè. Cậu cộng nè, trừ nè. Một dẫn thì vô đó. Để U đó. U2 dẫn thì đảo chiều lại. Cứ cho mình lựa, cho mình lựa, cho mình lựa. Thấy khác rồi đó, do đúp luôn ra cái chạm dây UV đúp. Anh thấy cái chạm dây không? Có ba sợi dây UV đúp đó. Ừ, ba sợi dây đó, cái cọc bự bự đó, nó một trần lên sao không đâu, chứ ngon cái nữa đây, nâng tập là mát rồi. Đó là anh cua con đi ớt, em đổi chìa khóa nữa nè. Anh chập ra coi đúng không nữa. Chân cộng của chân cộng chân trừ cũng cậu cần thiết nó lên ba nè. Em đo đúng cộng trừ cũng cậu diode không? Dạ dạ. Em đo đúng cộng trừ cậu diode không? Anh đang coi chân xe chiều đó, anh đang vô chân xe chiều rồi. Trời đất ơi. Đây xem coi. U. Nè. Rồi không lo đó đớp. Trên là chứ. Ừ, dưới. Rồi, xong xe chiều. Nó lại. U cái nữa lên nữa chặt cái đó đó, rồi chặt cái chân rồi đó. Con giữa là chập cả hai chiều. Chạm bên cái tay này. Con nào chập? Chân ngu hả? Đúng rồi. Chân ngu hai chiều chập. Đúng rồi. Đó, bây giờ nó chập, thấy chưa? Bạn thấy chập không? Cái quan trọng của chúng ta đó là bây giờ khi nó chập vậy á, bạn hai vô, giảm hai rồi. Hai vô thì coi chừng nó chết nữa. Thấy rõ không? Chịu lên chịu không đó. Thấy à, con chịu lên đúng không? Học sửa bo là phải hướng dẫn cho học trò sửa, rồi học trò mới nghiệm ra được cái gì đó, đó làm được. Chứ không phải là học dạy học là bình thường, kêu học trò biết làm không có đâu. Phải dạy lý thuyết nó gọi nó gật gù mà, nó hiểu gì nó cũng hiểu hết. Mà cái chuyện đưa bo không biết làm. Chúng ta thì chúng ta khác, chúng ta đưa bo thực tế cho làm luôn của khách hàng mang lại. Đó khách hàng có ghi cái lỗi không? Nhìn đọc được cái lỗi không? Đấy cái lỗi gì tờ giấy đó, đã chỉ vô, chỉ vô. Đấy thấy chưa? Số điện thoại là 0908 đúng không? 628 lỗi 04 41 đấy. Ôi 0414 không sao. Quá trời luôn, gian đóng luôn. Rồi đâu được chưa? Dạ. Rồi bây giờ nè, bây giờ em gỡ miếng nhựa ra nè, bây giờ em nhả con xem sức ra. Rồi cắm món hàng vô. Nhanh 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 nhanh, chúng ta không còn thời gian nữa. Rồi, cắm điện vô. Đang đổi 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 tay đi, thằng kia làm hoài chán quá. Rồi bạn nào làm? Rồi rồi. Cho hỏi làm đúng không? Rồi lấy đồ hút chì rồi 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 chuyển chuyển khoảng này hút chì nữa, có đồ hút chì hai luôn chuyển chuyển khoảng này trước 850 nha. Hỏi làm hả, nay hỏi làm hả, cho anh hỏi vô hút chì cho hỏi 3 giây 5 giây. À, kiếm cho em cái quạt 3 giây thì đi rồi. À, anh để bên phòng em sao bữa em luôn quạt lên mắt anh. Rồi, gỡ cái miếng nhựa ra. Gỡ miếng nhựa ra trước rồi mới gỡ ống kia được. Gỡ miếng nhựa ra. Để giờ chỉ cần mấy cái ngàm thôi. Đó. Các bạn thấy không? Làm biết từ từ mới quen. Chứ kia mà làm cái ầm cái làm vô liền, làm gì có chuyện đó các bạn. Làm không có chuyện đó. Cái gì cũng phải có làm qua quen nữa. Rồi chưa? Bạn nào soi đèn đi hơi thiếu sáng nha. Thế này nó soi thiếu sáng. Rồi gỡ ra đúng rồi. Nghe cái camera. Để em soi kiểm xuống.
Đấy. Con này bự dễ xả. Bự dễ xả hay nhỏ dễ xả? Nhỏ dễ xả. Bự nhỏ cần xả đâu. Bự nó mới khó xả đó. Tại sao? Mình chích cho hàng cho nó nguội của hàng mình á. Giỡn chơi hoài. Đó, nó tản nhiệt quá nhanh. Đừng có giỡn nha. Rồi. Lúc anh hàng vô nó dễ, nó chân nó không dính. Còn đấy à. Nó còn nhuyễn nhuyễn hàng là chấm dính mệt mỏi à. Đúng rồi. Thằng hàng dễ, thằng hút dễ dễ. Nè, rồi bây giờ bạn hút ra được không, lấy ra được không, có chì nhã mạch không, có chì nhã mạch cho nha, và có chì nhã mạch không, bạn nào mới nãy tính mua thì xuống dưới mua đại, mua đại cho xả cho nhanh, cái này lâu lắm rồi. Hỏi lấy mà chưa có không, có hút dưới đó em, lấy em thủ em hỏi em, lấy em thủ, hai thủ, bạn nào nữa không, hỏi lấy mà chưa, phút lấy chưa, phút lấy rồi mà hai lấy thôi, nó mua hai, em có hết. Về nhà nó nhả, về nhà nó nhả. Hàng hiệu á, phúc là phúc hàng hiệu á, mốt coi kêu là phúc hàng hiệu á. Chân đấy là chân dây đấy. Không ít đòi, nó không ít u. Về chân đấy là chân dây. Đồng hồ phải sạc và không biết để là dây. Đã ít đòi, nó ít u. Chân đấy là chân phúc. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Rồi. Chúng ta làm thử nha, chúng ta cho bạn nha. Chèo ra rồi. Chèo này dây thứ gì mà chưa lỡ. Thấy đường mà, cần gì sao đạn. Chân chà bá mà nè Long kêu kêu dây rồi còn không chèo lại cái dây sành đó luôn chèo luôn cái dây sành nè cho vào kéo dây nguồn không lượng tới kéo dây đó cổng rồi à hay đầu tư 150 mà đó cho thấp xuống xả hơi thấp xuống rồi kéo xuống nữa đi đâu sợ tới đất thôi thấp quá họ cho đi về đúng đầu ông muốn sáng nữa cột cột sáng vô cái đầu ông luôn à một hộp 130 ai làm thí nghiệm lấy cột 10.000 tính tiền à 130 anh mua cái này chân chà bá mà chừng nào đúng mấy con dán á hay quá con dán nó xa nhá mà ta rồi chúng ta chào lần nào thử nè cái gì nha mà chắc anh đi ghê vậy tiền em đủ đốt anh á ừ thôi 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 đang quay lại đó chấm vô là em phải hút trước kia kia em hút bớt cái kia ra đã này mới chấm bớt đi đến đây thôi em phải hút bớt cái kia này kia đã hàng đá hàng đá đi lấy anh cục anh bộ coi được cục coi được giữ được đây là bộ miệng anh ngậm như kẹo hàng thế còn những cục chì chứ mà anh hút bớt ra sao mấy bạn hút đồ hút chuyện hay bị nghẹn cái thầy hút ít bây giờ bị nghẹn mặt đồ hút của thầy con này cũng của IKCM luôn thầy thầy mua cái đồ mà màu trắng á loại này khác nhưng mình đưa lên đứng ra đứng á thấy không bạn thấy không thì dễ hút hả đâu dễ hút đâu cái chân mà cái con IC mà chân càng lớn á mình càng khó hút tản nhiệt nhanh quá tản nhiệt nha tản nhiệt rất là nhanh bùng lên luôn lấy món hàng đó nha món hàng nhập xịn quá nha đây món hàng đẹp lắm mỗi ngày chỉ đủ đó nó hút cái đầu luôn mà luôn á không lên đâu không cái này hơi yếu quá không cái này luôn hả hỏi thử nè đâu hút nó không lên luôn mà ăn có vệ sinh chưa? Chưa, lâu lắm rồi chưa trời ơi, vệ sinh, vệ sinh vệ sinh sạch ớt à, bỏ luôn hả? Chứ là vì không có hai cái sico, hai cái tháo tháo ra cái gì đấy, không phải đâu, cái hộp có phương pháp làm đó cái kiến đâu rồi, cái anh phải chấm như vậy thao một cái thôi thôi kiến, cái kiến, cái kiến chấm như vậy, chấm như vậy rồi em phải lấy nhiều thao nhiều, đúng rồi nó làm tay trái vậy tay trái đừng tay trái rồi quên tay chưa chảy chì mà hút sâu lên đúng rồi em phải chờ cho chảy chì đã để hút lên đấy tự để như vậy rồi sâu luôn cái gì vậy không bận luôn mà không giống ngồi sao ngồi đó nó kì rồi không sao không có đâu không đâu sập cái ghế đẩy cái này lên đi nó hơi không sao được nãy rồi này nó có mấy có 39 cân rưỡi mà no rồi này thấy dạng như vậy lần sau rồi đây thầy bận coi sau này thấy em làm cũng được để cho mặt lòng này nó phớt quá rồi
cái để nãy hỏi để mối hàng tiếp xúc vô không có được gì tiếp xúc cái mũi này để tiếp xúc đây nè, mũi cái tiết diện tiếp xúc nó ít quá à, có nhiều cái chơi chơi nè gì nè mỗi ngày đâu học nó nhiều cái kìm cắt này. Cái kìm bằng trước và cái kìm cắt sau kìm nữa bữa nãy thầy thấy có kìm cắt để đây mà đây kìm cắt đây ok chào mấy bạn đang xem live nha chào mấy bạn nữ ha lai của thầy là chắc con cái chết lớn có mấy mẹ không kèm của ai à? Kèm của ai à? Bén đây là em thấy bà cô là muốn tự đi theo dõi rồi phải dài quá mất diện không phải đúng không vô được cái này nó hết đúng vô được rồi cái này nó hết đúng vô được rồi đôi khi dài quá cũng không tốt mua phải cắt hết cắt cọc vào trong kiểu nó nhanh hơn đấy vậy nè quả nó sẽ nóng mau hơn thấy không bạn thấy không đó khi mà thêm lại cái này dễ dễ nhả là kiểu nó dễ phải không? Các bạn có chiêu, cái này là biết quen thôi. Thôi, cho là vô nè. Em làm khả không? Cho thông, mấy người thông của mấy bạn cái cục bự bự rồi, mấy cục bự bự đâu hết trơn rồi. À, lấy cục bự bự thôi nha. Nó nãy là em đừng cái để thùng chì vô là ngon rồi nè chì nhiều quá rồi thông nữa là nó thấm luôn bớt nên là các bạn thấy là chì nha mặt nó nắp kiểu nhanh thế nào nó lỏ rơi trên này lắc cho nó ngấm xuống dưới đó ok đó rồi bây giờ chì thấy có dễ chảy không thấy không nè dễ giải nè dễ giải nãy nè thấy không nó chạy đủ vốn chạy nó nãy nó chơi nè đó chơi những mặt nó mặt bò luôn thấy không nó dễ giải chưa là nó chạy cho nên cái chuyện giải mặt nó có tác dụng vậy đó nó sẽ làm cho giải những cái kết nối đi thấy chưa ngon lành không đụng vô chạy đó giờ hút ra coi thử nha này cái này đi thử á ok chưa sạch quá đâu cái nữa đi nó sạch luôn rồi đấy nhưng mình phải làm có từ từ mình nghiên cứu từ từ mình rút ra những cái này chứ đâu có gì khó đâu cứ để nó chảy em ơi để chảy đi ngon lành đi rồi hút rồi đó rồi chấm đi nè thấy không à, bây giờ rắc thử rồi chấm đi nha rồi không kêu à rồi ok đặt món hàng bự nó cũng phải của thầy thoải mái đi thoải mái về của anh vậy phải phải cắt bớt khúc luôn có tính rồi dài dài quá dài nó bất diệt nó ra cái tải nhiệt nó mình đưa vô sâu mà nó yếu nhiệt yếu nhiệt ngộ rồi cái càng đó mình đưa vô sâu mà sao nó yếu nhiệt đưa vô sâu nó nóng nhiều mới đúng đâu có mình gàn vô cái nó càng vô sâu nó đụng trong bị dính trong dạ. Như nó đủ rồi như nó đủ chì nhả mặt rồi đâu có làm thêm chi dạ. Sâu nó trộn bên trong còn chim dưới cùng nữa nha còn chim dưới cùng thấy không cái chim dưới cùng chúng ta làm từ từ chúng ta có phương pháp đó là đừng gấp gáp chào bạn vô xem like nha like chia sẻ comment thì biết nha bạn nào có nhu cầu chú mặt đi hãy đi thầy nha số điện thoại là 0907 716 705 Zalo thầy là 0931157788 chúng ta học tại 861/61 Trần Xuyên Soạn, phường Trang Hương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
chúng mình dạy trực tiếp không dạy online cho lo thuốc các bạn nha. Một bài đây có chị vô thấy nó nhã ra không ngon lành đó không? Để đưa cái món xê lại tí cho nó cái củ tiếp xúc nó nhiều hơn, cái đầu nhọn nó tí nó lâu. Có một chặt không? Đó cái gì đấy chặt cái gì? Tiếp xì nhà con. Đây sơn này, nhà thông ăn Nhật của anh đây. Thoải mái. Hút dễ không? Nó dễ hút rồi đó, chứ bữa nãy là thua rồi đó. Có nồi hoàn nào nó công suất cao hơn cho nhẹ nhanh hơn? Cao hơn thì nó không ăn chì cái đầu đó. Cao hơn để lâu rồi nó đen. Cái đầu nó không ăn chì. Nóng quá. Cái nghề sản xuất người ta thiết kế là 40 W đó, là cái chì nó còn giữ được trên cái đầu của hãng, nó sẽ không bị khô. Còn các bạn mà cao quá bay hơi khổ đó, như bạn số một số bạn sẽ có hàng 60 W đó, thấy cái đầu dính chì đó, đâu đâu dính chì. 60 W không bị không dính. Mà chúng ta 60 W thì chúng ta đi hàng không thế nào thôi, chứ còn nó không đâu được rồi, thầy thấy là được không ạ? Còn nó chơi chơi. Bây giờ chế cái dimmer cho thầy. Chỉnh hả? Thì bạn về bạn nghiên cứu thử xem. Cái của anh có chỉnh mà chế làm vậy. 350 rồi đó. Nóng quá đâu anh chị chạy hết. Thì chỉnh 200. Giảm bớt nhiệt độ đi. Đủ. Ai vậy? Đây sẽ quay lại rồi chứ. Đi con. Nếu mà ngoài đó là cái được. Chú từ à? Cái gì mình hả? Đóng gì? Có CV giống Nhật mà. Không có tin tưởng nào đó rồi. Cũng được thì cũng được. Có nhã này không đâu với thầy. Thầy nó đâu chứ thầy đã về xong rồi. À đúng rồi. À mà tốt cái thầy là mấy chục năm rồi nó khác. Không phải, do cái vấn đề là đồ nghề của mình nó là nguyên ta. Đồ nghề quen ta. Còn không có máy hút chì, có máy hút chì không ạ? Bán máy hút chì để vô hút lên chừng luôn. Có đó nóng mà. Đắt khổ quá mắt hút. Cái loại giỡn mình xài ngon. Rồi xịn thì mắc. Mắc quá thì mới. Ở ngoài em là có độ nó chế cái đầu hơi của cái máy hơi. Còn nó khổ. Nó cho nóng thì nó bấm cái cò hơi thôi. Nó bay rồi. Máy hút bộ cái gì kéo được. Là cái lấy hẳn cái đầu của cái máy hèn hơi bơm xe ra. Máy hút bộ. Thổi mạnh cho bay không? Đúng rồi ta. Có tí này với 3 năm việc mình phải để ý thổi theo cái chiều nó té ra đi. Mấy anh đó cũng nghiên cứu mấy chuyên động lắm. Lâu rồi mà. Làm rồi mà phải nghiên cứu ra để phục vụ công việc mình chứ. Chứ trong đây là không thấy xài được, ngoài đó thứ giữ là hiệu mà. Từ vì là lấy ông trúng thổi thôi. Ừ, mấy anh châu Phi á. Đúng. Mấy anh châu Phi á, chấm vô lấy muốn thổi rồi, giỡn hoài. Mấy anh châu Phi á, nó không có đồ hút gì luôn. Các bạn không có để ý. Những cái đó là người ta mới nghiên cứu cao là người ta đủ chì á. Khi nào châu Phi mình hút vô miệng nó luôn có sợ. Thổi sợ. Được chưa? Có nãy chuyện đó thì nhã rồi. Đâu có em rơ đó vậy nè, em hạt em cho nó ra luôn rồi không bao giờ ra đâu nè, quan trọng nè luôn cái này cũng gãy cái để mình cho chứ còn cái độ rơ cái mặt kia mà nó ủa mới nãy mấy chuyện này thì nhả được ngoài đây đây nè ngoài tay ủa mới nãy thì mới nãy thì cho nó hở rồi mà không có hàng dính này đây trời ơi tôi tự hàng dính này luôn mới nãy thì cho nó rơ rõ ràng rồi mà đúng không. Không có anh nghiện quá, quay tay vậy cho. Ừ, mày đến 10
bàn tay người ta thấy khéo léo. Em làm gì thấy đẹp đó mà tí chơi em hoài. Mẹ, giờ nó mẹ sao giờ chị đây mẹ quá mà chỉ cần hút lên cái về đó làm dễ dàng đúng không chờ chị nó chảy đi rồi động hút rồi cứ miệng thăm đâu thăm đâu ở đây ok thích anh em đặt hàng. Ở vậy có một số bạn cũng dạy nghề ở trên mạng đó nói hư thì em chỉ cần nhả ra thôi ở video nhả luôn nhả chống mai xong thì ngày mũi cứ sao ngày mũi hết mọi cái chuyện vô xong nó mũi đó là bây giờ ok chưa nè nó sạch rồi nè. Đó, mà cái chuyện nhá mặt đó nãy là thầy đã làm nó ra rồi mà sao em lại làm nó dính lại luôn hay vậy? À, hết chuyện nhá mặt nó dính lại. Hết chuyện nhá mặt ra. Ủa thấy có cái clip nào mà thầy đắp lên vậy cái thầy rút ra luôn đó thầy. Đó, mà cái vô này nó dày lắm. Dày. Mấy chuyện nhỏ nhỏ là mình chạy luôn. Thật ra hút để cho mấy bạn biết thôi chứ chặt kiểu này người ta cắt không à. À cắt chân thằng đâu. À, muốn lên mà nó trống như vậy. Trên đó các bạn về các bạn tập đi đó chứ cái này bởi vậy thì kêu là các bạn phải các bạn phải tập làm đúng chưa có cái bo nào để tập không thầy tập thì mình đâu cần phải có cái bo nào mình có sáng đó đừng có lấy bo nguyên của thầy cứ rã ra anh hàng vô lại rã ra hàng vô lại đi mà hàng xong có dính lại không á rã ra cái nó mất hết hai chân rồi hàng vô mất thêm chân đó. Thật ra là thầy đang tập cho mấy bạn làm thôi chứ còn mấy thì ví dụ như là thợ á thợ là nó cắt tất cả cò hả cò đâu có nhắn cắt chân cắt chân cò là cho mấy điện thoại thấy không nhắn mộng đây cái chuyện này đúng không cắt chân đến đỡ chuyển dạ à cái này nè kiểu cắt chân đi bây giờ phải cho nó chảy chì ra em hút chuyện mấy hàng xong cũng được hút chỉ để bật cả người theo cho mặt ở đây nhé chạy nè bùng 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 bật nha một chân đi theo sức với mặt đi theo với mặt cái bò nó lại nhé chứ mặt đi đâu nữa nè 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 đó em hút vậy chứ em ngồi mới đầu chị nhá mặt nó đã làm luôn rồi mà em còn làm nó vô được con si ba nữa làm cũng khỏe luôn trời xong chị ba thấy không nè nó cũng chị nè thấy không đó không được rồi đúng kỹ chuyện khác mấy con kia không có làm xe bá luôn đâu phải đâu cái đời cổ nó vậy chứ đời mới nó nhỏ xíu à con này là 6 con IGBT đúng rồi đấy, các bạn làm nó lâu hơn thầy là do các bạn chưa có cái quen tay thôi tự sản xuất luôn đang đó cái này cũng được không thấy nó chưa chảy nữa thì để miếng gì miếng nhựa thông vô đó là cặp rất là nhựa thông có thể gì nó sẽ là một cái môi chất để nó dẫn đó thôi từ từ mấy chân nhưng mà video này chỉ minh họa cho mấy bạn các cách làm thôi chứ mấy bạn nhưng mà chì nhá mặt có nãy thầy thấy dễ lắm mà sao mà làm được thử ra nha đây thử lại cái nè có nãy thầy thấy chì nhá mặt là làm dễ nè xem ha cực kỳ dễ luôn à nó chảy nhanh không phải là chảy nhanh mà em xem nè được chưa chui xuống dưới đây thử nha thử gì nhá mặt nha đây bác nè xem nha còn chì đúng không còn chì rõ ràng còn chì đúng không rõ ràng ha còn chì ha bác còn
Có nè, cái chì với mặt nó còn đúng không? Nè, không coi nè. Nó nào có dính nào. Đó, đâu có dính nó ra luôn hả? Nè. À, lắp nó ra luôn. Không bám, nó không bám. À, nó đây em. Nó tiền cơ. Phải em mua. Chỉ cần lắc lắc cho nó ngấm xuống đấy là. Đúng rồi. Bản thân chì nè, cái này nó không ra nữa không? Đấy, chưa chưa chưa. Đó, chưa rồi. Thì mình tự lấy. Cắt luôn. Đó, chì với mặt nó nhả ra hết rồi đó, thấy không? Dạ, hút nó không bám. Ý là làm cho mấy bạn xem thôi. Hút sạch rồi. Rồi, ok, bây giờ cấp điện vô nè. Giờ lấy sang trà đi. Lấy sang trà sạch sẽ. Hút lại sạch kìa, kiểm tra. Rồi, bạn hút đi. Rồi, bạn cho bây giờ trà sạch, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra. Cái này nó có chì để cho mình chì nó không bám. Thế đó, để dặn dạy nó. Thiệt. Thiệt, lấy đó lại làm trái tập cho mọi người. Xong rồi, để đâu, để sẵn đấy. Để phải làm giống ngay rồi. Rồi nè, xong rồi lại làm trái. Hẹn mà nó cũng đại thôi, coi cái gì. Đâu em làm cái gì, chứ em không có nhu cầu. Còn đại nó làm cái gì. Nó chăm chú nó dầu đi thôi. Cái IC này nó IC một số nền đền, nó anh là model gì thầy? Đấy, có số như đây luôn. Đây, số nè. Xưa lần tô nó làm luôn á. Trên đầu với trên cuối là ừ, có hẹn 300 vôn với trên phân vôn đúng rồi. Đúng rồi. Thôi xem chưa? Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Chúng ta sẽ thử phương pháp của mình nha. Đây, chúng ta cấp điện vô, cấp điện 100 vôn nha. Rồi, chuyển điện đi, chuyển điện đi. Lấy cái ổ cắm 110 luôn. Ở đây sạch sẽ chưa? Lấy xăng trà cái đi. Rồi, chẳng sao lấy xăng trà cũng được. Cứ bãi ra. Đây, thì sao? Sao rồi bản tép đâu có hết chưa? Xong rồi. Hút chì nữa ra, em hút chì nữa dính không à? Đứng lên anh đứng dậy có cái này hút chì nó ra luôn. Kéo dây màu trắng bên 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 phải các bạn thấy không? Rồi rồi rồi, có ổ đứng giật dở. Sau lưng các bạn anh. Ủa cái này chưa để cắm 22 cái đó. Ủa cái này còn 22 không? 22 rồi. Ok. Nó nằm kế bên cái lấy ổng rồi không thấy. Đồ cắm đó nằm trên đó, làm sao đó. Đấy. Nhanh chết rồi, không làm cái lâu biết nữa, thiệt tình. Rồi rồi, cắm rồi, cắm rồi. Thấy chưa? Cái hút chì này nó hút không ngon. Nó không ngon. Đấy, đồ này các bạn không mua đồ xịn nè. Các bạn kia các bạn mua đồ xịn nè, các bạn sợ đóng tiền. Cái này là cái lợi ích của mấy bạn thôi chứ lợi ích của ai đâu. Có một bạn vô kêu là đồ mua đồ này 10 triệu, đồ này 10 triệu bình thường thôi. Nếu như mà đầu tư một cái nghề mà 10 triệu thì có mẹ gì đâu. Đúng không ạ? Nếu như mà học một cái nghề mà đầu tư 10 triệu thì để mua đồ nghề thì có cái gì đâu mà quan trọng đâu. Làm á là tay chân mình phải nhanh nhẹn lên. Nhiều khi mới á thì không sao, tại vì mới thì chưa quen, không ai nói, nhưng mà làm từ từ á, từ từ tay chân mình nó sẽ lên dần cái kinh nghiệm đấy. Nó vậy thôi chứ không có gì gọi là cao siêu. Thật có mấy người thử sơ qua kêu họ làm nhanh, trước khi họ làm nhanh họ có làm chậm không? Dám nói là cha sanh mẹ đẻ là cái họ là làm nhanh liền không? Đâu ra? Ngoại trừ những cái ngành nghề liên quan tới bản năng thôi, đúng không? Chứ còn mới ra làm cái mới làm cái đầu tiên kia tôi cắt 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 nhìn đầu ra mới không có ai làm chỉ có được rồi. Ok chưa? Rồi cắt trăm bao vô thử đi. Bớt chơi sáng kìa, con nào chơi trà xong chọi luôn nha. Cầm đi, cầm đưa vô ấy, cầm đi quạt nó đổ lại luôn đi, chặn lần được rồi, cần đi chờ kỹ ngồi cho nào đi, rút lên đây chạy tùm lum thôi, con có chạy với không? Con có chạy cho rớt dễ với không? Chúng nó cũng khô hết rồi hả? Nè, mày bảo xin đi. Của em đâu có nhiều rồi. Đang quẹt á, bật lên hơi nữa khô à. Rồi xong chưa? Rồi giờ chúng hướng dẫn các bạn phương pháp thử nè. Camera quay để ập xuống mà ập xuống cái chỗ mà nãy chứ không soi thẳng vậy là cái màn hình nó bị chói nắng chói sáng. Ập cái màn hình xuống
xuống cái đèn, cái đèn, cái đèn, ấp cái đèn xuống thì màn hình nó mới sáng lên, còn cái màn hình chúng ta mà nó có đèn thì nó sẽ bị dịu cái đèn xuống. Này nó không hiểu mẹ hết trơn, ấp xuống vậy nè, trời đất, có dội đâu, dội bắn chim không. Cấm vô vô rồi chưa, rồi cấp vô 1-2 thôi chứ gì cái điểm, rồi cấp điện vô 1-2 thôi. Rồi cuộn xeo đâu, nắn cuộn xeo vô, cuộn xeo hồi nào chưa có cuộn xeo dưới xuống chứ chú Trương có bán cuộn xeo đa năng á, xeo nó có hai dây đảm miền đó, đánh con nào cũng được. Còn cái cuộn xeo của hãng này phải cắm theo nó rồi hả? Đúng rồi, nhưng mà cuộn xeo nó bự lắm, cuộn xeo đa năng nhỏ xíu à. Có trong đó là em để hai cục trong đó rồi. Có cái này cắm chơi thôi chứ cuộn xeo đa năng nó mới dây mới dài. Cuộn xeo này gắm là phải dây, phải lệ thuộc cái dây của nó để có cuộn nhỏ đó nữa, nó lại có cuộn nhỏ đó. Được. Đây đây đây, ở đó nó đó, đó. Không phải, ừ, dây này nó dài hơn xíu. Đây nó dài đó. Cũng vậy hả? Đúng rồi. Rồi. Đây, những cái này các bạn không đi học thì các bạn về các bạn gặp những cái bo này các bạn di cộ, nhiều khi các bạn sẽ bỡ ngỡ. Đó, không phải là chúng ta không có nói các bạn không biết, nhưng mà các bạn phải nói là bỡ ngỡ. Đó. Mặc dù nó ngu thiệt mà phải nói nó bỡ ngỡ chứ thôi, nó nói là nó ngu. Nhưng mà quân xeo này có quân xeo là cắm cho hết tất cả mọi máy thôi. Đúng rồi, dưới có bán cuộn xeo đa năng đó. Rồi xong chưa, chắc chưa? Đây chúng ta sẽ thấy là 6 con quang học đây, 6 con học đây, đúng không? Đây 3 con, đây 3 con cái điều khiển 6 chân người đi đây nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta trước khi chúng ta gắn vô chúng ta sẽ thử là đây là con TLB557 nè. Thấy chưa? Vậy là chừng một con led ở đâu? Chừng led là chừng số mấy? Nãy giờ có search Google chưa? 3-4 rồi. 3-5 rồi. Bạn search Google chưa? Bạn search Google con led nằm chừng số mấy chưa? 2-5-7. Đấy. Đây là B557 đó. Bạn sợ ta đi, rồi hãy nói chuyện chứ chưa gì cứ nói là 7 đồng bạc không? Thứ 2-5-3-2-3 thì blum ra. Mình chỉ kiện tử mình nói chính xác. Lệch một chân là nó là đi cái bo. Đó, đây là B557 vô. 2-3 thôi. Rồi, 2-3. Như vậy đồ quay đen đâu, quay đỏ đâu? Quay đen ở quay đen chân 2. Quay đỏ chân 3. Rồi, như vậy chúng ta có hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ mới là đô vô. Đúng không? Như vậy là đô vô chân số mấy? Đó. Chúng ta học thì phải hình dung là chúng ta sửa nó chính xác. Chân nó cấp nguồn ra ngược mà anh, đen là cấp ra. Rồi bây giờ chúng ta mở viện nè, chúng ta đo thử nha, chân 58 nè. Rồi chưa, xong chưa? Mở nguồn nha. Đo chân 58 nè, mở lưới nguồn. Rồi, điện 100 nha, phải không? Rồi ok, rồi đo 58 đi bao nhiêu volt. Đừng có trượt que nha, cái này là trượt que là máy gì nó ra đó. Đừng có giỡn đâu ba, không biết đâu. Chỉnh lên 1000 luôn cũng được, 200 thôi cũng được. Điện áp có 5.5V à, mày chỉnh ra 1000. 5.5V chỉnh 10V. Rồi, đo thử xem. 58. Bởi vậy bạn phải tìm hiểu qua, bạn mới làm được. Bởi vậy kêu mà tự nhiên nó vô học sửa bo mới có 1 tháng 2 tháng kêu đưa bo cho nó sửa. Biết gì sửa? Hai chân bìa, con chân ở dưới á. Cái gì cũng phải thực tế vậy mấy bạn. Không chượt quen nha. Chấm tròn là chân 1 á, rồi anh đếm tới thôi. Nè, có xu hướng này nè, xu hướng đi qua đây. 58 là chân dưới với chân trên qua đây nè. Chân dưới luôn. Có bò là hai chân, hai chân bìa. Tối tối có cái đèn số bò. Còn cái đèn số mặt. Rồi. Cho bạn ấy làm sao? Chọc dưới luôn, chọc dưới luôn. Có 5 bon sẵn luôn. Lát chưa sáng mà có sẵn luôn. Thì đương nhiên phải có rồi, cái ngũ nó ngừng nuôi mà, cái thằng đầu lao. 58 là trời đất ơi. Nó không có mới là hư á. Phải vậy không? Đúng không? Ủa tưởng thằng 2-3 cắp qua chứ thầy. Có điên không? Đây là trong tự nhiên VCC. Trời đất ơi, không có đầu lao, đâu nói cho lớn nữa. Nó bậy rồi, nó cho bự nữa. Chưa nhìn kỹ. Nó bậy, nó bự không à. Bây giờ phải lấy cái đồng hồ nữa mới đo được.
Vậy là có nguồn nuôi á thầy. Bởi vậy kêu cho nó xuống đắp đâu lại mày luôn á. Đưa cho mày đốt bo thì có. Nói bậy nó bự không à. Nè 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 nè. Đo cái gì đó? Đo 58 thôi. Đo gì đó? 58 thôi. Cái này là 3 mát riêng biệt á, không có lấy mát chỗ nào được hết á. Bởi kêu dò mặt là vậy á. Đó, bạn đây bây giờ bạn làm cái gì? Bảy. Chọt được bảy không à? Tắt đi xong để kiểm tra mát đi. Bạn thấy là bao nhiêu nguồn thứ cấp chứ không? Một nguồn thứ cấp là hai nguồn thứ cấp là ba nguồn thứ cấp là ba thằng thứ cấp này là ba cái mát liên biệt. Tự nhiên chọt mát này đo mát kia là sao? Đây, đây, đây. Con nào đo con đó. Con nào đo con đó, sao tiếng chọt đi vô khác đo không vậy? Bây giờ nó 58 con thứ hai đi. Đó có 5 con này. Phải vậy chưa? Đám bữa thầy có nói cái vụ mà những cái nguồn thứ cấp liên không? Đấy, có những cái mà chúng ta thấy là rất nhiều nguồn thứ cấp mà nó toàn là riêng hết, nó không có chung cái gì hết trơn á. Đừng có mà chọt cho chung chung vô. Đó, bây giờ bạn đã đo chân 58 chưa? Có số bon bao nhiêu? 51. Rồi, bây giờ bạn muốn thử cái gì? Bạn nói ý kiến bạn đi, rồi ra chữ cho bạn làm. Muốn thử cái gì? Đo cấp của 58 hết 3 con. Đo 3 con thì bạn phải đo di dời từng cặp bạn di dời đi. Chứ bạn không thể nào giữ cái điểm cho bên cái con này, bắt đầu bạn lấy cái que kia bạn đo cái điểm bên con kia. Chứ sao phải không? Cái này nó để nguyên cái đó, bắt đầu di đi que đi không khác. Đó. Bạn muốn đo rồi, bây giờ là mở nguồn nè, bạn muốn đo 3 4 con gì bạn đo đi. Bởi vì các bạn nghe muốn sửa bộ mạch là phải hiểu được cái mạch. Mà hiểu được cái mạch thì cần phải có người dạy, sơ đồ, có sơ đồ, bạn làm gì nhau. Vậy nó vậy nó rút lại rồi. Biết không? Có. Rồi, có luôn. Đó. Bây giờ bạn đo thì bạn có bạn nào kích cho nó đi. Kích đo 65. Một bạn đo bạn kích thử đi. Chân ao nó là chân 6. Thì 65 đo luôn. Rồi, lấy cái đồng hồ. Bạn chân 6 đúng không? Chân 6. Rồi chân 6, về lấy một cái đồng hồ đo. Chân 6 năm đúng không? Đo chân 6 với mát. Mát cái gì mà mát? 6 năm. Tối ngày cứ mát khùng khùng điên điên không à. Thì 5 rồi chứ. Con nào đo với con đó? Thí dụ muốn đo con này thì đo quay đó đâu? Chân số 5. Rồi. Đúng rồi. Không có mát biết gì đây hết trơn á. Tối à cứ mát cùng khùng hoài à. Đồng hồ nó kích nó mới được. Tắt đi. Có ai kích chồng? Một bạn phụ cho nó kích chân 23. Kích cho nó phát sáng. Để đây đây cái này vô kích cho nó. Rồi lấy cái đồng hồ kích đi. Nó sạch đây đi. Kích thì để thang nhân 1. Thang nhân 1 đó. Ừ. Okay. Thang nhân 1 vô hả? Bạn đo bạn phải néo vào bên để bạn này mới kích được. Tại vì cái tay nếu như một mình thầy làm thì ngon hơn. Từ đó nha, thì nhìn giờ nó có quân số 23 chúng ta. Có đúng không? Ok. Nên chân 2 á. Chân 2. Chân 2 đổ 3. Rồi, cấp điện đi. Phan chưa? Thầy mở điện nha. Okay. Bạn phan kích cả, bạn từ từ kích để thầy mở điện nha. Dạ. Ok, mở điện. Rồi, bạn kích thử xem nó lên kìa. Đấy, nhả ra coi. Thấy chưa? Okay. Nếu như bạn kích vô mà nó lên, mà nó giữ là con này chết rồi. Dạ. Còn nếu như kích mà nó không lên luôn, cũng chết luôn rồi. Kinh okay. Sổ nó lên không nhà. Đúng rồi, như 6 con chúng ta đều phải thử vậy hết, xong xuôi hết rồi chúng ta mới được phép gắn ừ. Cái cái con thứ hai nữa không? Tắt đi đã. Rồi tắt rồi. 5. Đấy, 6 con luôn chứ. 5 6 nó tiếp tục. Em cái con thứ hai nữa không để cái tiếp. Đấy. Ở đủ 6 khiển rồi. Cái con né tay ra thì anh bên này anh kích được. Giật tí được gì đâu. Làm rồi vẫn chưa dính dần mà. Rồi chưa? Rồi. Mở. Đấy. Cho nó hiểu cái nguyên tắc không?
Rồi chúng ta phải kiểm tra những con này là gọi là những con lái rồi những con điều khiển trước. Rồi chúng ta mới gì? Chúng ta mới mới sửa được. Chứ nhào vô cái kêu mà sửa không biết cái gì hết. Đặt một cái thằng quỷ gì cứ rối ngày mát mát luôn. Rối ngày nó chưa khái niệm được mát là gì luôn nữa. Ok đúng không? Kêu vẽ mặt thì không chịu vẽ. Rồi tiếp tục này nè, cắt nè. Phải vẽ mặt nhiều mới giỏi được. Nó bẻ dây qua mới. Ơi nào cái không? Vào cái muốn cái thử đi, vậy đâu. Vậy thôi. Muốn cái thử vào cái. Đen này là 2 này. Đen 2, đỏ 3. Trên IC tính dấu chấm là chân 1. Không nó biết thằng này nó biết. Thằng này nhà nuôi heo nên nó biết mấy này. Đừng đừng vội để mở điện nó biết chứ. Rồi. Chạy xuống. Rồi xong chưa? Rồi. Mở nha. Mở nha. Mở. Đó. Cái gì ạ? Kim kim kim. Không sao. Mấy con bình thường giờ. Lên xuống rồi. Rồi, rồi ha. Rồi một chân trước, rồi chưa? Rồi. Mở nè. Rồi. Con này nó rời ngoài, nó thấy nó ruột. Thấy chưa? Rồi, ok. Thấy không? Đấy. Còn ba con dưới rồi bên kia. Đúng rồi, đó là ba con dưới. Đúng không? Các bạn nhớ điều khiển 6 con, 3 con trên, 3 con dưới. Khi mà chúng ta điều khiển, chúng ta đo hết xong rồi. Thì chúng ta mới được 2 con xem sức khác chưa? Rồi các bạn làm chậm đi, nếu mà thầy làm nhanh hơn nhiều. Giờ các bạn làm chậm thôi. Nhưng mà tại vì các bạn mới thì các bạn phải chấp nhận thôi. Đấy, thì cứ đo vậy thôi, giờ cứ vậy là kết thúc xong. Đấy, chúng ta điều 6 con. Mình tạm vào đồng 1 cấp. Xong rồi các bạn nữa. Có chân ra, ao ra 5, 6. Đấy. Bình thường là nó 5V. Thì mình kích nó rồi. Rồi, bạn này mở nha. Mở không? Rồi. Mở nè. Đấy, kích dần cái rồi. Đo lên là thấy không? Nhả lại. Hình dung được câu chuyện không? Các bạn hình dung được câu chuyện đi chúng ta làm không? Đây là phương pháp kiểm tra. Đấy, tiếp tục. Vậy con này nó ít chết vì xử lý hả? Nó có con này cách ly rồi. Những cái bộ đời này nó không chết vì xử lý. Có con này cách ly không? Đo xong mình nhả ra mà nó vẫn giữ 15 nhưng nữa. Cháu cũng giống vậy mà nó phải. Được chưa? Thầy bảo nha. Rồi. Hoặc là đo vào mà nó không thôi đi. Được rồi. Không. Đó mà. Đo cái đó lên kìa. Rồi ok. Rồi tiếp rồi. Còn con cuối cùng. Đường cuối. Mấy cái máy đời sau nó không chơi con này nữa, nó chơi con còn cái máy này đời cũ chứ đâu phải đời mới đâu. Đời cũ mà vậy mới ngon mà. Ừ, đỡ chết rồi. Rồi ngon. Mở nha. Rồi. Rồi. Ok chưa? Đã ra. Ok, đấy. Rồi, vậy cho bạn chờ nó xả trụ nó bọn rắn đi xem xuất mới rồi. Này là đường lại ok đúng không? Đó, sao được đâu. Hình dung là câu chuyện không ạ? Rồi cảm ơn hẹn cho 22 rồi đi bạn. Không ngủ nha. Cảm ơn cho từ 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 để anh tắt rửa cái này cho chắc. Đâu có máy CV đâu. Đâu có máy CV. Không được, được khi quên thôi. Không, nó đâu có máy CV. Rồi rút cái gì ra luôn mà. Rồi em đeo luôn á. Đưa cho nó, đưa cho nó, bỏ đồ qua nó cái đời này nó tách riêng rồi, những kia tỉ hợp tất trong cái xe không sợ. Đúng rồi. Thì cái đời mới sau này nó gồm nguyên một đống những cái con sáu con hầm để lưu con trong lại là mấy khi này là như ngoài bác như gọi là hàng nội địa đây đúng rồi. Thì hàng nội địa không nó cũng có hàng đông thôi, không bây giờ cũng xe con mới mà hàng nội địa cũng xe con mới. Sớm lại là bây tích hợp tất để thay là thay bỏ nồi tất luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái đời mới nó hay chết bị xử lý. Còn đời cũ như đời này nó không chết. Này không chết. Chạy mát riêng hết. Thôi nó ba mát, bốn mát riêng hết. Tức là cái mát đi từng bà con một à? Đúng rồi, mát đi từng con cho nó chết không chết nổi. Không chết nào chết. Nếu mà đo, lấy nhầm mát là chết thầy. Lấy nhầm mát đâu đâu có đúng đâu. Đồng hồ của bạn nào kìa, để thằng Nhân một xả trụ kìa. Ngàn mà. Ngàn. Cái miền tụi bự này chậm cho lại đây, xả chưa.
Đó, nó suối kìa. Hiện thành suối nha. Chập vô cái xoay chiều đó. Hết rồi. Nhảy mau hết lắm. Tiếng hồ hết. Dung rồi, quá tiêu rồi. Tiêu rồi, đã tiêu rồi. Chưa nóng, chưa nóng. Coi chừng có động dây không nha. Rồi gắn đi xem xuất chưa. Rồi gắn cái thanh thiết vô, bắt cái nhôm vô luôn. Rồi cho yếu tố định đi xem xuất thấy càng. Làm là phải hiểu nó trước rồi mới làm được. Nhiều khi có một số bạn cũng vô học server háo hức sửa nhưng mà chưa hiểu quy tắc sửa đâu có được. Sửa phải hiểu quy tắc mới sửa được. Cái hiểu vậy là cái bo đó là kiểm tra như thế nào, phải biết phương pháp kiểm tra nè. Chứ không phải là biết đạo đầu rằng biết xem trước ta, ví dụ như là nó tốt rồi đó. Mà không nói gì, hai người xem xuất vô, ví dụ một con quan học mà trong 6 con mà có một con không, không nó bùm luôn rồi thầy. Thì nó sẽ không chạy, thứ nhất, người khi nổ thì chưa đến nỗi nổ, mà nó không chạy được. Không chạy được bắt đầu cái gì? Liệu nó chết luôn nè. Chết thì chưa chắc chết đâu, tại nó còn bảo vệ cơ mà. Chừng nào khi nào có bảo vệ mà nó bị vui quá luôn thì nó mới nổ. Rồi nếu có bảo vệ mà có bảo vệ thì nó chưa chắc nó đã nổ đâu. Nhưng mà nó sẽ không chạy. Không chạy. Nó không chạy sẽ liên quan đến một số phần, nhưng mà chúng tôi sửa sai ban. Mà sửa sai ban thì sửa càng lúng. Nó là vậy đó. Chúng ta phải kiểm tra chính xác. Rồi gắn cái miếng thiếp vô, đúng rồi. Xong rồi gắn miếng nhôm vô luôn. Rồi 7 rồi. 7 rồi, nó chậm trên. Nghe nè. Đó. Đúng rồi. Cái máy nãy gỡ đâu nhá. Đó, đúng rồi. Rồi bắt con ốc vô cho nó dính lên, nó đứng lên nè. Con tiêu à. Mình chung rồi cuộc chơi không? Nói chung là cái này dễ kiếm tiền mà. Hiểu được là nhanh kiếm tiền lắm. Nhiều khi mình chưa hiểu thì mình sửa, mình mò nó lâu thôi. Cái người ta hiểu rồi. Có bạn đừng bao giờ nói là tại sao thử sửa mò họ sửa nhanh. Tại vì họ bị nó giật cũng te tu tại đây. Còn chúng ta đi học rồi chúng ta học luôn những cái kinh nghiệm luôn rồi. Chúng ta xong vậy mà làm cái hơi đâu mà ngồi đó mà làm cho có kinh nghiệm. Ba con nữa, nãy mới thấy ba con nữa. Rồi bắt vô luôn đi rồi nha. Nó chưa vô được rồi. Vô. Để đâu thoát. Nó chưa xuống được con DC. Con này phải kiếm đúng đời nó mới nắp được cái thầy. Ở dưới có bán luôn á. Ừ. Khỏi lo. Chưa, nó chưa vô lỗ được. Rồi bạn coi cái chim nó xuống thì hẳn xuống, chim xuống hết chưa? À mới nó cũng sản xuất vẫn còn còn cái này. Cái chân nó còn chì á. Giả chì cái chân ra. Cái này có đá không thầy? Chống hết rồi. Thường ngon xem xuống thì 200 mấy. Ồ. Bỏ xe đo nè, hoài chứ nổ cái 200 mấy nữa. Phải không? Bạn làm vậy là nó dính rồi khó xuống lắm. Mà tại sao bạn kêu xuống? Cái chân thì vô cái chì đó. Cái chì chân nó chân này. Bây giờ làm tới đâu mà bị vướng kinh nghiệm đó là chết lâu lắm. Con nào, chim nào? Mới chân chị. Rồi xuống đâu? Chỉ anh Sơn chỉ cái bạn này tải nó thế à. Ông lú, mẹ em anh kêu chỉ đẩy đường này xuống. Mới đầu lót bây giờ kiếm không rút được đâu kiếm. Đó. Rồi, ok rồi đó. Xuống rồi nè. Rồi. Cho nên là nó dễ ra chục năm nó mới chơi mới ra nghề đúng không? Đúng. Tại vì ban rất nhiều ban mà không hiểu. Rồi sao giọt lên? Từ sao? từng cái ban chỉ tới chừng nào cho nó xong 10 năm 20 năm, tại vì không có quy tắc, không hiểu được con quy xê mà không hiểu nó chạy như thế nào, nó ghè đầu ghè cổ khai tử không biết bao lâu, biết bao lâu mới về quê. Đừng có nói mà kiếm tiền ở với ông thầy rồi chừng nào ông thầy cũng chết thôi, kiếm tiền về quê.
còn dài mà cái thấy học trò nó ngồi gập gù đừng tưởng nó hiểu nha. Nó ngủ gục á. Mình ngủ thầy ạ. Rồi cặp ở trên được, cặp ở trên được mà đây có cái trên đấy, trên cặp trên. Đúng rồi, cặp nhiều. Đen 1. Đen 1, vàng 2. Đỏ 3. Đen 1, ê, đen 1 đúng không? Mà kia thằng kia thì thằng kia nó đâu đúng không? Đen 1. Thằng kia kìa. Đúng rồi, đen rồi thầy. Phải không? Đen đúng rồi. Ba giây vàng hết rồi thầy. Số số mấy? Số 1. Phải không? Mà cái bo máy lạnh của mày số đó số 1 hả? Một này để dây đỏ này, một dây đỏ ra. Số 1 nè. Cái dây màu cơ mà. Nhìn cái màu đây nè. Nhìn cái chạm dắt đen nè. Thì trái có phải đen phải nè. Trái. Mày giống gì màu đen không? Viên này cấm lộn rồi thầy. Ai biết? Vì đỏ quá. Nhưng mà cái bo máy lạnh là chỗ đó màu đen không? Con ta sao để gì vậy? Giờ nó đen nó vô bao đâu. Mình cắm theo đen trắng đỏ như thế. À thì có mớ gì? Chúng ta làm dấu dây nóng gà. Đen là một làm màu không à. Đen là một nữa à. Đen cái, luôn. Cái có xấu đen đâu. Đen là ba, đen là ba. Của nó là đen là ba. Cũng đen trắng đỏ. Sai. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy đen đó. Đúng rồi, xấu đen theo. Trắng là vàng á. Trắng là vàng. Trắng là vàng. Trắng là vàng. Cam là đỏ. Còn cái nữa lựa gì nữa? Cái màu cũng hai cái rồi, cái này chọc vô thôi chứ lựa nữa. Sao màu đó nó khác màu này. Rồi chưa? Xong chưa? Rồi để xuống. Rồi cái quạt cắm cái quạt vô. Rồi cắm biến, cắm biến vô. Rồi cuộn xeo, cắm cuộn xeo vô. Trời ơi, nó cơ cửa bo vậy sao lượng tính á. Vâng. Cắm đi. Cái quạt nó quạt đầu mà đi cao xuống cái đuôi nóng mày cắm cái gì dưới. Bởi vậy kêu mà sửa bo học online. Không biết phần khỏe thế học online. Đó học trực tiếp vậy thì cắm dây còn lên bờ xuống ruộng học online. Cắm mỗi lần cắm bộ bo nhiều dây cái đó. Thì nó có ghi tay D, tay E, tay S luôn đó. Thấy chữ tay D không? Có ký hiệu luôn sẵn luôn rồi đó. Chứ ở ngoài nó không có chữ ký hiệu đó đâu. Ở ngoài chúng ta chỉ gặp cái đất nó trắng dờ này chứ không có cái chữ tay D, tay E trên đó đâu mà kìa. Thấy chữ tay D không? Nghe luôn chữ đây đây luôn rồi, cái bo nó có chữ đây đây, còn đó thì cắt nó gắm đúng vô thôi là được đó. Đấy bạn thấy chưa, học online ra hồn gì đâu, bán giáo trình học online, học xong về không biết mẹ gì luôn, đang biết học xong cái đi vô trả lời luôn, dối quá em ơi, tiếp cấp nguồn nữa. Đây nè, cấp nguồn nè. Các bạn có thể dùng một cái bo đầu lạnh của anh để cho xài cho mọi loại mọi loại mua đuôi nóng nha. Đây bo đầu lạnh tô thì xài cho mọi loại loại bo đuôi nóng tô. Đúng rồi, hàng trung nội địa hàng thùng thì nó chạy ở trong cổ nó dẹp bẻ đi. Mò mà. Có hai ba cái giống như vậy không được. Cái nào vào đó là vào. Thì mình dùng cái bo mà hàng thùng mà có bo nội địa, bo đầu hàng thùng đó. Bo đầu hàng thùng test cho cũng nội địa cũng được. Được rồi. Thầy nói rồi mà. Cái răng này nó đang chịu chạm mát rồi này. Để nó vô trong. Hồi sớm để nó vô trong, thằng nào lấy ra ngoài cẩn thận chi biết nữa. Mình cứ chơi một cái hàng thùng mà test tất luôn đó. Đúng rồi. Mày khùng quá, tao làm gì gần tao kìa. Đằng sau cái đây nè, cấp đây nè. Đây nè. Làm cùng màu không hả? Đưa xe ghế ra đây coi. Đây nè, gắn vô đây nè. Cái chạm sẵn đây nè. Đằng sau nè, lân nhìn đằng sau đây nè. Chứ làm màu không hả? Rồi, gắn vô. Đáng lý là cái bo đầu là phải để bên đây mới đúng không? Mới đúng dây đúng không? Rồi để cái bo hiển thị vô bên trong đi. Để bo hiển thị nó đặt ra ngoài kìa. Rồi để vô trong đi. Rồi, ok, để gắn vô trong luôn. Để không viên dùng gì hết, nậu thiệt. Rồi chưa? Cắt bớt đi anh Sơn ơi. Rồi được chưa? Xong chưa? Mở nguồn nha.
Rồi nhấn nút nó chạy đi. Ba phút sau đó dạy học còn chưa thấy gì đó, online thiệt tình mấy không biết đâu. Rồi mấy ông mà dạy nghề mình nhiều khi không hiểu là mấy ông dạy phương pháp như thế nào mà dạy online cho người ta. Học như thế này còn lên bờ xuống ruộng nữa, cái gì rắc cắm rồi còn cắm lên bờ xuống ruộng không biết cắm làm sao, cái gì rắc bộ bo không biết cắm dây nữa, chở đó mà học online. Nói đi phải nói lại cho nó chính xác, nhiều khi muốn lấy tiền người ta thì phải lấy cho nó có nhân đạo, chứ lấy tiền người ta về con cái người ta không biết làm, nhiều khi người ta không biết làm cái gì nên nuôi vợ con cái người ta, ăn nhiêu nó cúng cho là phải đúng nguyên tắc đàng hoàng. Có dạy trực tiếp vậy, có cắm dây, có mấy ông mấy bà thấy nó cắm dây, thấy nó hàng chưa, thấy nó hàng, thấy nó cắm dây chưa, làm được đâu. Từ từ cái chỉ bảo nó còn lên máy nó làm rồi, lý thuyết thì nó nghe nó hiểu rồi đó, nhưng mà nó dừng làm sao được, lộng cộng liền, làm chưa quen tay nó lộng cộng liền. Anh nhìn sơ đồ khác mà trên mạch nó sẽ khác, nên là bọn anh nên là phải dò mạch ra đấy. Còn cái quạt nó sao phải để cái khúc nó vô này, nó không có tải là nó báo lỗi à. Nhưng mà đồ nó vậy nha, nhưng mà cho chạy quạt không báo lỗi hả? Nó chạy quạt không báo lỗi, báo lỗi quạt nó phải con khúc cánh như vậy nó không báo. Có tải máy giặt thì tất cả đều phải có tải, máy giặt không có tải thử không được. Rồi á, có rồi, một số bạn phải bấm đồng hồ 2 phút 30 giây, 2 phút 40 giây chạy đó. Cái quạt chạy mình cái dính cầm cầm cái quạt nó cứng như quạt không, nó cứng như quạt rồi phải bấm đồng hồ 2 phút 40 giây, chứ ở đó mình ngồi mình chờ đâu biết thời gian nó chạy, phải hình dung ra câu chuyện vậy. Nằm được 30 phút là nó phải chạy đó, chờ khi mà cái quạt nó đang chạy nó tăng tốc lên là bắt đầu lóc nó chạy. Rồi chúng ta quay lại cho nó xong đây chưa, để nó mau hết pin qua rồi mở nè, mà cắt bỏ mở qua tắt quá tải đi nè, rồi mở nguồn. Rồi bấm giờ, bấm cái này nó chạy nè, xong nè, nha. Hy vọng là nó giữ pin cầm, nó pin kịp ha. Vậy hết pin nãy giờ 2-3 chập rồi, tôi phải ngắt rồi. Giảm đâu sáng màn hình. Dạ hết rồi, có cái nào nó kháng đâu cũng giảm. Tới tôi luôn rồi đó. Bấm giờ cho ăn, bấm giờ cho ăn. Đó nè. Rồi sửa máy là quan trọng là phải hiểu được cái con linh kiện nó phải như thế nào, rồi chúng ta biết cái phương pháp đo đạt, chúng ta thử nghiệm mà chúng ta mới gắn, chứ không phải là nhào vô con nó hư nó sẽ kéo theo những con khác hư, chúng ta vô định mà gắn vô cái định mà lại hư tiếp con nữa chết. Nhãn cái bo nhiêu 450, con mua xem trước mua 250 là có 200 chết bụng con nó rồi lỗ 50, lỗ tiền lỗ không? do mình chứ do ai, do mình thôi. Và linh kiện kém thay trước con nữa là do mình 300. Bao nguồn này quen lắm nha. Nó hiểu được thì mình mới làm được. Thấy không? Mày con quạt nè, nó cũng có mấy con này nè, thấy không? Con phải biết thử, ví dụ một con này nổ cũng phải y chang kia luôn. Mấy bo này đời này xài ngon lắm. Mấy đời này bây giờ còn máy xài rồi ngon rồi. Không bao giờ chết. Những con kích lệnh kia là nó dùng một con đấy đó. Đúng rồi, nó không bao giờ kích vi xí được. Vi xí lý này chạy nguồn 5V riêng, đặc biệt của nó một nguồn thứ cấp riêng. Không trùng. Không trùng luôn. Nó là hay vậy đó. Một tuần vậy. Nói thời gian chờ khoảng 2 phút 20 giây. Nhưng mà hàng nội địa thì lóc chạy trước hoặc chạy sau, còn thùng của chúng ta thì quạt chạy trước lốc chạy sau. Chơi vậy cho quạt vừa ra cái là lạnh quéo liền luôn. Chả có khi nó chả liên quan gì, nó chỉ là thiết kế thôi. Không có cho lạnh cái vàng nữa, nó dò ra cái gì đấy, mà chả xíu là lúc chạy trước là đóng cho lạnh già nó mới cấp cái quạt chạy. Đấy, bắt đầu chạy hơn 2 phút 20 giây đúng không? Đấy, bắt đầu chuẩn bị chạy, nó tăng tua lên, nó tăng tua rồi bắt đầu lắm chạy, thấy không, tăng tua không? Cái quạt tăng tua,
là nó bắt đầu lắp cái chạy thang đó, hai cục 30 giây thấy không, nó đầu quạt chạy 240 giây đấy, bạn thấy chưa đấy. Nếu như mà bạn để mình bảo vệ bởi vì quá tải nó sẽ tắt rồi thấy không, còn cũng là hàng đó đi đó nha, chứ còn hàng thùng cái đèn quá tải lúc nào cũng phải tắt á, mở ra không chạy luôn á đó. Đó là tua nè để không được cúp nha, cúp cúp là vẫn còn hư, nó phải chạy luôn nó mà không hư. Cái chưa? Cái thứ nó phải chạy đúng từ đúng suất hay là từ nong suất được hả? Hả? Như mình mua cái nút 9 thải thử được 12 cái được không? Lốc 9 thử 12 được, còn 12 cũng 9 được. Nó sẽ bị quá tải không? Không. 9 thử 12 được. Được. Nó xuống rồi nó hở lên tua trở lại nữa. Cái lốc 9 mà chắc máy 12 thì nó cũng có tải. Hôm nay bài học chúng ta học hiểu được câu chuyện gì? Thứ nhất là về mặt quạt. Thứ hai là về những con IGBT cách điều khiển. Bữa chúng ta học lý thuyết rồi chúng ta chưa có 9 trải nghiệm đúng không? Cho 9 12 nữa. Nay chúng ta trải nghiệm được rồi đó. 18 thứ luôn. Tại vậy chả có gì dư đâu. Non tạ mà thiếu là không thiếu. Nó công suất lớn gấp đôi. Bò tức là công suất thì của mình nó non tải quá không chính xác. Thử thì nó chạy mất nó chạy cho mình kéo kéo. Đó, chờ xíu nó tăng tua lên cho lại nó. Máy này máy một ngựa. Đấy nghe, mã 22 nè. Nha. Mã 40 là bắt đầu mà máy lớn rồi. 40 là điện 200 rồi. Này ngoài em gọi đầu 22 đây. 22 đó, 22 đó. Còn đầu 25 nữa, còn 25. 22 chính xác đó, chỉ là một ngựa mấy ngựa non, 25 mới là ngựa đủ. 25 mới là chính xác. 26 là già. Máy 9 nghìn. Mình cứ gọi máy 10 nghìn nhưng 25 mới được máy 9 nghìn. Rồi ok chưa? Rồi cái này lên cơm ha. 250 mình kết thúc video chứ không phải cập. Bye bye. Nó kia tạm được không?